Từ đầu tháng 9, toàn bộ hệ thống bán vé của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được chuyển đổi, cho phép hành khách mua vé điện tử. Mặc dù còn gặp một số sự cố, nhưng trong ngày đầu tiên triển khai, số vé quản lý qua hệ thống điện tử được bán ra đạt gần 20.350 vé. Trong số này, lượng vé được bán trực tiếp tại ga vẫn chiếm phần lớn, hơn 19.000 vé, song cũng đã có gần 600 vé được bán qua mạng Internet. Do là ngày đầu triển khai nên còn một số vướng mắc như thư ký bán vé và nhân viên soát vé bằng thiết bị cầm tay còn chậm khi thao tác. Một số vé bán chưa xuất được hóa đơn, tuy nhiên đến cuối ngày, các vé này đã xuất được hóa đơn như bình thường và hành khách có thể tra cứu bằng cách nhập mã vé, ghi trên thẻ lên tàu và in hóa đơn. Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ 1 giờ ngày 1 tháng 9, hệ thống vé tàu điện tử giai đoạn 1 đã dừng hoạt động để chuyển đổi sang giai đoạn 2. Đến 7 giờ cùng ngày, Tổng công ty đã hoàn thành việc cài đặt phiên bản mới, đưa hệ thống vé tàu điện tử và hóa đơn điện tử vào hoạt động. Được biết, dự án xây dựng hệ thống bán vé điện tử của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT triển khai thực hiện từ cuối năm 2014, được chia làm 3 giai đoạn và triển khai trong vòng 7 năm.